Kính chào quý vị. Được nhờ đi khuyên giải xích mích giữa hai gia đình, nhưng trong phút hiếu chiến bốc đồng, những người trẻ không tìm được tiếng nói chung. Hậu quả là ba người thương vong, người thì nhận án tử hình, kẻ chung thân. Tình cảm anh em họ hàng cũng tan tành. Kính mời quý vị cùng theo dõi chi tiết của vụ việc ngay sau đây. 2 năm sau vụ truy sát kinh hoàng xảy ra ở xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, làm 3 người thương vong vào năm 2019, tháng 7 năm 2021, 7 bị cáo liên quan phải hầu tòa, nhận những bản án nghiêm khắc. Đáng nói, vụ án mà cả nạn nhân và bị can đứng trước vành móng ngựa đều còn rất trẻ, khiến nhiều người phải xót xa. Khi được nói lời sau cùng, Nguyễn Xuân Công, sinh năm 1993, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, bị cáo lĩnh mức án cao nhất trong vụ án này, bày tỏ sự ăn năn hối hận. Quay sang phía gia đình bị hại, Công cúi đầu xin lỗi vì tội ác mà mình đã gây ra. Điều đáng nói, ban đầu sự việc không liên quan gì đến Công, nhưng chỉ vì phút bốc đồng, không đủ bản lĩnh kiềm chế cảm xúc, anh ta đã phải trả giá đắt, không còn cơ hội để sửa sai. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng ở đó, nhưng khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2019, Phát gọi điện thoại cho Niên, nói lên nhà nói chuyện, không thì phá nhà ông Mười. Nghe điện thoại Phát xong, Niên gọi điện thoại rủ Công và Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 1989, anh của Niên, đi cùng. Trước khi đi, Công lấy cây gậy ba chắc giấu vào trong người phòng thân. Khi đến nơi, Phát cầm hung khí đi lại, đá vào xe Niên. Thế vậy, Công rút gậy ba chắc ra, ném vào phía Phát, nhưng không trúng. Cấp cũng đến khu vực chuồng bò của gia đình, lấy cây mỏ sậy, dùng phôi rơm, đuổi đánh nhóm của Niên bỏ chạy. Quay trở về nhà, Cấp đập phá xe của nhà Niên, để lại trước sân. Còn nhóm của Công sau khi bỏ chạy, Niên gọi cho Nguyễn Tấn Thịnh, sinh năm 1985, rồi cả bốn người quay lại nhà Cấp lấy xe. Tuy nhiên, nhóm Niên lại bị Cấp, Phát và ông Văn vừa đi làm về, đuổi đánh, bỏ chạy lần hai. Sau lần đó, Thịnh đi về nhà, thấy quân số ít, Niên Công gọi điện rủ Phan Tuấn Nhật, sinh năm 1991, và Nguyễn Triều Phong, sinh năm 2002, đến hỗ trợ. Trước khi đi, Phong lấy hai cây tiếp sắt mang theo. Đến nơi, cả nhóm quay vào nhà ông Văn thì tiếp tục lại bị đuổi đánh, nên vứt hung khí, tìm đường tháo chạy. Còn Thịnh, do vẫn còn bực tức việc bị anh em Cấp đánh, đồng thời muốn giúp Niên lấy lại xe máy, nên rủ thêm bạn Phạm Trương Hồng Quân, sinh năm 2003, tất cả cùng chú phường An Phú quay lại đáp trả. Trước khi đi, Thịnh và Quân lấy một cây kiếm nhật và 5 cây tít sắt mang theo. Khi Thịnh và Quân đến nơi, Công cầm cây kiếm nhật đi trước, những người còn lại cầm hung khí đi theo sau, xông vào xử ba cha con nhà ông Văn. Trong cuộc hỗn chiến, Công cầm hung khí phang ông Văn nhiều nhát, làm nạn nhân gục ngay tại chỗ. Công tiếp tục tác động nhiều nhát vào người ông Phát, khiến ông này trọng thương. Cấp cũng bị tác động một nhát vào mặt, nhưng do hỗn loạn, trời tối nên không biết ai đã xiên vào mình. Còn Quân thấy ông Văn đang nằm dưới đường thì cầm tuyết sắt chạy đến tiếp tục tác động nhiều cái vào người nạn nhân. Sau khi gây án, cả nhóm Công bỏ trốn. Ông Văn được đưa đi cấp cứu nhưng đã qua đời. Cấp bị thương 10%, còn Phát thương tích 30%. Cáo trạng của Viện Cảnh sát đã chỉ rõ, Niên là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, Công là người tham gia tích cực, còn Thành, Nhật, Thịnh, Phong và Quân có vai trò giúp sức. 7 bị cáo có tình tiết định khung tăng nặng là sát hại 2 người trở lên và có tính chất côn đồ. Riêng Công có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, chưa được xóa tích thì lại tiếp tục phạm tội mới. Do vậy, hành vi của Công thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Giữa tháng 7 năm 2021, vụ án được đưa ra xét xử, Công bị tuyên mức án tử hình. Niên nhận án tù chung thân, Thành 14 năm tù, Nhật 15 năm tù, Thịnh 16 năm tù, Quân 10 năm tù và Phong 9 năm tù cùng về tội giết người. Liên quan đến vụ án, Cấp cũng bị tuyên án phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ vì tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Sau khi nghe tòa tuyên án, một số bị cáo đã bật khóc và ân hận vì tội ác của mình đã gây ra. Những giọt nước mắt muộn màng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những đối tượng thích hành xử kiểu côn đồ, coi thường pháp luật, đặc biệt là những người trẻ nông nổi, hiếu chiến khi giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống. Do mâu thuẫn với hàng xóm, không kiềm chế được bản thân, người đàn ông 65 tuổi ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội đã dùng hung khí tự chế gắn tuyết sắt ra tay sát hại nạn nhân, khiến nạn nhân thiệt mạng ngay tại chỗ. Đại diện Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đãi, 65 tuổi, trú tại tổ 8 phường Kiến Hưng, Hà Đông, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông TTP, 53 tuổi,
hàng xóm của ông Đãi. Theo cơ quan công an, trước đó vào khoảng 21 giờ 15 ngày 7 tháng 1, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo tại tổ 8 phường Kiến Hưng xảy ra một vụ ẩu đả gây hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận được tin báo, chỉ huy công an quận đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương đến hiện trường, khống chế bắt giữ đối tượng liên quan đến vụ việc trên là Nguyễn Văn Đãi, đồng thời phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân trong vụ án, ông TTP, vào cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nên ông P đã qua đời ngay sau đó. Lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Đãi cùng tài liệu cơ quan công an thu thập cho thấy, khoảng 20 giờ 30 tối ngày 7 tháng 1, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Đãi đã dùng khung khí tự chế tác động hai phát trúng vào vùng đùi, bụng, khiến ông TTP ngã gục ngay tại chỗ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông đã thu giữ hung khí là một con dao tự chế dài khoảng 1,2 m, trong đó phần dao khoảng 20 cm, đầu nhọn, bản dao rộng 3-5 cm, gắn ống tuýp nước dài 1 m. Một lãnh đạo công an quận Hà Đông cho biết, khi đưa về trụ sở cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Đãi đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ân hận, hoang mang, lo sợ. Chỉ vì không kiềm chế được bản thân, người đàn ông nhiều tuổi, chưa có tiền án tiền sự này đã phạm tội nghiêm trọng. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý hung thủ theo quy định của pháp luật. Cũng một vụ án khác, thầu óc cá nên Trương Văn Trường, sinh năm 1954, trú tại xóm 1, thôn Đàn Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, thường cho cá ăn bằng thịt gia súc chết, khiến nhà bên cạnh luôn phải ngửi mùi hôi thối bốc lên từ ao cá này. Bức xúc lâu ngày không được hóa giải nên xảy ra xô xát và án mạng. Theo cáo trạng, lúc 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 năm 2010, Trương Văn Trường đang nằm ngủ ở nhà thì người con rể trú cùng thôn mang đến một con heo qua đời nặng khoảng 25 kg để bố vợ mổ cho cá ăn. Con heo qua đời đó được để ngay ngắn trước cửa nhà anh Nguyễn Văn Thục là hàng xóm của Trường. Bức xúc đã lâu về việc người hàng xóm thường xuyên mổ gia súc cho cá ăn bốc mùi hôi thối khó chịu, nên khi thấy Trường đang mổ heo, vợ anh Thục mở lời nói cạnh khóe dẫn đến hai bên to tiếng. Thế vậy, Trường Văn Báo, sinh năm 1981, con trai Trường cùng vợ xông ra bênh bố, chửi nhau với vợ, chồng anh Thục, khiến hai bên xảy ra xô xát. Anh Thục vớ đòn gánh định tác động vào Báo vài nhát thì bị Báo giật được và cầm đánh cháu Nguyễn Văn Đồng, con anh Thục, sinh năm 1996, khiến Đồng bị thương. Giằng co một hồi, Trương Văn Trường liền cầm hung khí trực tiếp đưa lên dọa. Nhưng anh Thục vẫn dẫn tới và bị Trường tác động liên tiếp 3 nhát vào bụng. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng và đã qua đời vào ngày 27 tháng 7 năm 2010. Thưa quý vị, những giọt nước mắt muộn màng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những đối tượng thích hành xử kiểu côn đồ, coi thường pháp luật, đặc biệt là những người trẻ nông nổi, hiếu chiến khi giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.